Tối nay vào 22 giờ 15 phút, A Tuấn sẽ livestream stream chuyện ma kinh dị, con quỷ hài nhi trên kênh YouTube mới Quang A Tuấn Official. Link của kênh YouTube mới A Tuấn dán ở phần mô tả của video này. Các bạn chỉ việc kéo xuống dưới và click thẳng vào link các bạn sẽ đi sang bên kênh YouTube mới. Để tránh bị nhầm lẫn giữa những kênh rep trái phép, mong rằng các bạn sẽ thông cảm cho sự bất tiện này và ủng hộ A Tuấn. Hãy kéo xuống, click vào link mà A Tuấn dán ở ngay dưới phần mô tả này.